Chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài tự do, nhưng tự do theo Thánh Phaolô. Tội nguyên tổ đã đặt nhân loại trong tình trạng tội, và hệ quả của tình trạng này được trình bày rõ nét ở trong Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là trong các thư của Thánh Phaolô. Thư Roma đoạn 3 câu 9 viết rằng: sau khi nguyên tổ phạm tội thì tất cả mọi người đều bị tội lỗi thống trị. Điều gì nơi con người có thể mô tả chính xác tình trạng nô lệ cho tội này? Cách chung, Thánh Phaolô nhìn con người tội lỗi như một thụ tạo bị biến dạng bởi dục vọng. Thế nào là dục vọng? Trong tiếng Hy Lạp, hạn từ epithymia, nó diễn tả một cái ước muốn, một cái khao khát. Ước muốn, khao khát một điều gì đó, bị cuốn hút bởi điều gì đó. Thế nên tự nó epithymia, nó có ý nghĩa rất trùng tính, không tốt, chẳng xấu. Nhưng ở trong thư Galat thì Thánh Phaolô đã sử dụng cách diễn tả epithymia sarkos, nghĩa là đam mê của tính xác thịt. Thuật ngữ này diễn tả dục vọng như ước muốn, thèm khát một người, một vật nào đó theo cách quy ngã, có nghĩa là quy hướng về mình, hoặc tìm kiếm chính mình qua và trong ước muốn sở hữu một người hay một vật nào đó. Hệ luận của cái đam mê tính xác thịt này là gì? Thưa, đó là vì quy hướng về mình, dục vọng đã khiến con người không còn quan niệm cuộc sống như hồng ân được ban vô điều kiện, mà nó như một cái gì đó mà con người phải chiếm lấy cho bằng được. Con người chiếm lấy để có thể sắp đặt nó theo ý muốn của mình. Và như thế chúng ta hiểu được con người tự nâng mình lên thành một kẻ tạo dựng chính mình, quyết định về ý nghĩa, về cứu cánh hiện hữu của mình. Con người sử dụng tự do nhưng không còn nhìn nhận nó như hồng ân của Thiên Chúa nữa, và sử dụng nó một cách có trách nhiệm nữa, mà theo những gì con người ta đam mê, con người ta khao khát. Và tâm điểm của tự do không còn là Thiên Chúa nữa, không còn là thánh ý của Thiên Chúa nữa, mà là con người và ý muốn của mình. Con người là chủ nhân tuyệt đối của chính mình. Khi sử dụng tự do với một mục đích duy nhất là thỏa mãn đam mê của tính xác thịt, con người tin rằng họ đã thực hiện điều tốt thực sự cho bản thân mình, cứu lấy hiện hữu của mình khỏi thất bại, khỏi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho bản thân mình, dễ dàng và nhanh chóng thành toàn chính mình. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Con người tự lừa dối mình, nhận ra rằng mình đang sống trong tình trạng nô lệ khủng khiếp, nô lệ cho cái tôi, nô lệ cho cái tội. Tội nhân như thế hoàn toàn khép kín nơi chính mình, khi đòi hỏi một sự tự lập tuyệt đối tách khỏi Thiên Chúa, thì con người tưởng tượng cuộc sống như thế nó không còn tự nó là một quà tặng, gạt bỏ Thiên Chúa khỏi tâm trí, ý muốn và hành vi. Con người còn lại duy nhất chính mình và tất cả những gì mà họ bận tâm. Với những mối bận tâm quy ngã như thế, tha nhân trở nên như chất liệu, phương tiện để con người đạt tới cái mục đích của mình, hoặc trở nên như một kẻ xa lạ, hoặc thậm chí trở nên như kẻ thù nếu cản bước của họ. Càng khép kín nơi bản thân, càng nâng mình lên như trung tâm và ý nghĩa của hiện hữu, thì con người càng mù quáng, không còn khả năng nhận biết ý nghĩa đích thực của thế giới, của chính mình nữa. Dừng lại
ở nơi bản thân. Con người tự gạt bỏ nơi chính mình một cái nhìn đích thực về thế giới, chỉ còn nhìn nó với khả năng của lý trí mà thôi. Và theo cách thức này, ánh vinh quang của Thiên Chúa, bản chất thụ tạo của con người và thế giới bị che khuất. Và như thế, con người ta thất vọng vì về chính mình. Nhưng con người không hoàn toàn đánh mất khả năng nhận biết bản chất đích thực của thế giới, một thế giới hiện hữu phụ thuộc Thiên Chúa. Và điều con người phải yêu mến, phải làm, cũng như điều xấu con người ta phải tránh. Nếu đánh mất hoàn toàn khả năng nhận biết chân lý thì hẳn con người ta đã không có tội. Trong thư Roma từ chương 1 đến chương 2, Thánh Phaolô khẳng định rằng tất cả mọi người ta đều có thể nhận biết ý Chúa qua mệnh lệnh của lương tâm đối với dân ngoại và qua luật Môi-se đối với dân Do Thái. Thế nhưng con người ta đã cố chấp, khép kín, lấy cái tôi làm tâm điểm, khước từ hoặc che giấu chân lý đối với chính mình. Sự khước từ chân lý được thể hiện qua hành vi không chấp nhận hoặc cố tình chống lại ý Chúa đã được lý trí nhận biết qua lương tâm hoặc qua lề luật. Tuy nhiên, sự khước từ chân lý còn được thể hiện dưới một hình thức kín đáo và tinh vi khác. Thật vậy, con người ta tuân giữ lề luật, đặc biệt như chúng ta thấy những người Pha-ri-siêu tuân giữ lề luật, nhưng thực chất là để tìm kiếm cái tôi, để chứng tỏ bản thân của mình, để khẳng định rằng tôi có thể đạt tới chân lý, đạt tới điều tôi muốn hoàn toàn nhờ khả năng của bản thân, rồi tự hào về bản thân, tự hào trước Thiên Chúa, trước tha nhân. Thì chúng ta thấy những người Pha-ri-siêu đã sống như thế. Thái độ tuân giữ lề luật quy ngã này không làm cho con người thêm tự do, trái lại trói buộc họ trong kiêu ngạo, trong yêu sách gạt bỏ Thiên Chúa để chiếm lấy vị trí tối thượng. Với lối sống quy ngã như thế, ngay cả thánh ý của Thiên Chúa dẫu được nhận biết qua lương tâm hay qua lề luật cũng bị bẻ cong, bị bóp méo ý nghĩa và mục đích. Lề luật trở nên công cụ để con người tự công chính hóa chính mình. Tuân giữ lề luật không còn phải để quy hướng về Chúa nữa, mà là để quy hướng về cái tôi. Và kết cuộc là chuốc lấy bất hạnh và bất mãn, bởi vì không một ai có thể nên công chính nhờ lề luật. Như thế chúng ta thấy quyền lực của tội hoạt động mạnh mẽ nơi con người, đến nỗi khiến họ trở thành nô lệ cho chính lề luật. Và lề luật bị công cụ hóa để phục vụ cái tôi. Lề luật trở thành công cụ hủy diệt, chứ không còn là công cụ để giúp con người thực hiện đời mình theo thánh ý Chúa. Khi nỗ lực trở nên nguồn hạnh phúc cho bản thân, con người ta khám phá và kinh nghiệm về sự bất lực của mình, không thể trả lời, không thể tự thỏa mãn với sức riêng và những dự tính cá nhân trước những mong đợi, những đòi hỏi tự sâu thẳm của tâm hồn. Đặc biệt, con người càng chăn trở hơn khi cái chết cận kề dập tắt tất cả mọi dự tính. Cái chết là định mệnh tất yếu đối với những ai tự lo lấy sự sống cho mình mà gạt bỏ Thiên Chúa. Tóm lại, theo Thánh Phaolô, khi phạm tội, con người ta sống trong đêm tối, tâm trí bị khắc sâu bởi cái tôi quy ngã, sống trong ảo tưởng sai lầm, nô lệ cho chính cái tôi và thế giới, và cuối cùng bị hủy diệt bởi cái chết. Tất cả mọi người đều phạm tội và bị tước mất vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói như thế. Tất cả đều bị tội lỗi thống trị.
Vậy ai có thể giải thoát con người khỏi quyền lực của tội và sự chết? Ai có thể cứu thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội và sự chết? Hẳn con người tội nhân không thể tự giải thoát mình khỏi tội và sự chết được, mà chỉ có Đức Giêsu, còn Thiên Chúa. Đức Giêsu nói: nếu con người có giải thoát các ông thì các ông mới thực sự là những người tự do. Đức Giêsu nói như thế với người Do Thái. Chỉ con Thiên Chúa mới có thể mở ra cho loài người một khả năng sống tự do đích thực. Thánh Phaolô viết: Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Thật vậy, Đức Kitô đã ban lại cho chúng ta sự tự do đích thực. Khi người cứu chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa bởi lề luật giữa cái chết trên thập giá, người còn ban cho chúng ta thần khí, để phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn thì đều là con cái tự do của Thiên Chúa. Nhưng có một nghịch lý, ít là đối với tâm thức của con người hiện nay. Tự do trong Đức Kitô có một đặc tính quan trọng và nổi bật, đó là trở nên tôi tớ của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Chỉ những ai sống như tôi tớ của Thiên Chúa mới thực sự là người tự do. Ở đây, để hiểu tư tưởng của Thánh Phaolô, chúng ta cần hiểu quan niệm cũng như phong tục xã hội về việc mua bán nô lệ. Khi ông chủ mua một người nô lệ thì ông giải thoát họ khỏi tay người chủ cũ. Thế nhưng họ lại trở nên nô lệ của người chủ mới. Cũng thế, Đức Kitô đã phải trả một giá đắt để mà chuộc lấy chúng ta khỏi tội và sự chết. Thế nên chúng ta không còn thuộc về mình nữa, mà thuộc về Đức Kitô. Hay nói như Phaolô: tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Thánh Phaolô thuộc hoàn toàn về Đức Kitô. Khi nhận phép thánh tẩy, người Kitô hữu chúng ta được tháp nhật vào Đức Kitô, trở nên thân thể của người. Khi được tháp nhập vào Đức Kitô, người Kitô hữu chúng ta trở nên một Kitô khác, bởi vì chúng ta là chi thể trong thân thể của người. Chính vì tương quan có tính hữu thể này, chính vì mối dây bền chặt này với Đức Kitô, mà Thánh Phaolô nói rằng không có một quyền lực nào có thể tách người Kitô hữu chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Thế nhưng chúng ta biết người Kitô hữu chúng ta được thuộc về Chúa, thì điều này không có nghĩa là tự do mà Đức Kitô đã ban tặng cho chúng ta đã chắc chắn và không thể bị lấy đi. Thánh Phaolô nói: Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ắt nô lệ một lần nữa. Đứng vững trong tự do được cứu chuộc. Hãy mang lấy ắt nô lệ tội lỗi một lần nữa. Tùy thuộc vào sự chọn lựa của người Kitô hữu chúng ta, họ có thể làm cho hy lễ cứu độ của Đức Kitô trở nên vô ích khi chọn lựa quay trở lại lối sống phù phiếm do cha ông truyền lại, quay lại với lối sống khép kín, quy ngã, cao ngạo, lấy mình làm đủ. Vậy tự do của Đức Kitô là một hồng ân được ban vô điều kiện, nhưng đồng thời nó cũng là một trách nhiệm, một lời mời gọi đáp trả cụ thể của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta đã được Đức Kitô giải thoát, nhưng cũng có thể chúng ta lại một lần nữa trở thành nô lệ của tội và sự chết. Tất cả tùy thuộc vào thái độ và chọn lựa sống cụ thể của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và như thế, luân lý Kitô giáo được định nghĩa như lối sống của một người có trách nhiệm. Hạn từ trách nhiệm
theo nghĩa tẩm nguyên, diễn tả khía cạnh hành động của câu trả lời trước lời mời gọi. Tự do của con người là tự do có trách nhiệm. Trách nhiệm đối với chính mình, đối với tha nhân và trước Thiên Chúa. Hành động có trách nhiệm đòi hỏi con người phải nỗ lực không ngừng, cam kết thực hiện cho tới cùng và hoàn tất cách trọn vẹn lời mời gọi. Và như thế, hồng ân tự do mà Đức Kitô đã ban tặng cho chúng ta, mời gọi chúng ta đáp trả một cách có trách nhiệm. Chúng ta sử dụng hồng ân Chúa ban, sử dụng tự do Chúa ban để mà đứng vững trong đức tin, để làm cho chúng ta mãi mãi thuộc về Chúa. Không điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Nhưng điều đó có được bền vững hay không còn tùy thuộc ở thái độ và chọn lựa sống của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta kết bài ở đây.